Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi set thi đấu thứ 3 giữa hai đội thành phố Bắc Cạn gặp huyện Bắc Nẵm trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ tỉnh Bắc Cạn năm 2020. Quý vị và các bạn xem hay thấy like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quả đánh bóng tốt của Diễm Quỳnh. Số 9 của Bắc Nẵm là Triệu Chè Diễm Quỳnh. Điểm 1-0 cho Bắc Nẵm. Và đánh bóng tốt của Đặng Thị Hồng. Và đánh bóng rất mạnh. Điểm 2-0 cho Bắc Nam. Tiếp tục là pha ra tay của Đặng Thị Hồng. Lần này chưa có điểm. Sang sân rồi. Rất đáng tiếc. Và cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ Bắc Cạn ghi điểm. Tuy nhiên chị lại đánh bóng không trúng bóng. Điểm cho Bắc Nam 3-0. Và đánh bóng rất mạnh của Đặng Thị Hồng. Bóng ra ngoài mất rồi. Điểm 1-3 cho thành phố Bắc Cạn. Và ném bóng của Đặng Thị Hồng. Điểm 4-1 cho Bắc Nam. Và phạt bóng của Đặng Thị Liều. Và cú bóng tốt của cầu thủ thành phố. Cơ hội cho Nguyễn Thị Phượng. Và có bóng lỏng tay của Nguyễn Thị Phượng. Điểm 5-1 cho Bắc Nam. Chào bạn Hoàng Minh Liễu. Chào bạn Thúy Hằng. Và bỏ bóng không qua lưới của Nguyễn Thị Phượng. Điểm 2-5 cho thành phố. Và bước một thỏng của Ngọc Lan. Điểm 3-5 cho thành phố. Cơ hội cho Nguyễn Thị Phượng và đánh bóng về cuối sân. Đặng Thị Hồng cao bò nhỏ vẫn chưa thành công. Tiếp tục là Đặng Thị Hồng và ra tay rất mạnh. Bò nhỏ không thành công. Tiếp tục là pha đánh bóng của Đặng Thị Hồng. Lần này thì đã có điểm cho Bắc Nam. 6-3 cho Bắc Nam. Đây là pha phạt bóng của Ma Thị Bảy. Cội cho Nguyễn Phượng. Và có bóng tốt của Nguyễn Phượng. Điểm 7-3 cho Bắc Nam. Ok bạn, Bắc Nam không cần cố cũng thắng rồi. Vì Bắc Nam có chất lượng cầu thủ tốt hơn so với các cầu thủ Bắc Nam. Các cầu thủ thành phố. Thành phố đánh bóng ra ngoài. Điểm 8-3 cho Bắc Nam. Vậy là thành phố xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất ở set thi đấu thứ 3.
Em ơi, cố lên. Bên thời gian ủi trận đấu tiếp tục, Bắc Nạm phát bóng và phạt bóng của Đặng Thị Liều. Bước một tốt của Diễm Quỳnh, cơ hội cho Nguyễn Thị Phượng và đánh bóng tốt của Nguyễn Thị Phượng. Điểm 9-3 cho Bắc Nạm. Tiếp tục là pha phạt bóng của Đặng Thị Liều. Và đánh bóng của Đặng Thị Hồng. Và đánh bóng ở vị trí số 3. Điểm 13 cho Bắc Nạm. Và đánh bóng khá hay của cầu thủ áo số 12 từ thành phố. Điểm thành phố 4-10. Ok, chào Nguyễn Thanh Kim Huệ, chào Hoàng Loan. Gái xinh phát lại bóng đẹp quá. Điểm tiếp cho Bắc Nạm 11-4. Và phạt bóng của cầu thủ áo số 3 Đặng Thị Hồng, cầu thủ học sinh lớp 9 đến từ xã Nhạn Môn. Và phạt bóng rất mạnh, bóng đi ra ngoài. Điểm cho thành phố 5-11. Bước 1 của Ngọc Lan, cơ hội cho Diễm Quỳnh. Như vậy là chủ công Diễm Quỳnh đã lên hàng trên rồi. Điểm 12-5 cho Bắc Nam. Chào Du Chùa. Điểm số hiện tại là 12-5 ở set thi đấu thứ 3. Điểm số của set đấu là 2-0. Đây là thời điểm ở set thi đấu thứ 3. Bắc Nam đang tạm dẫn trước các cầu thủ thành phố với tỷ số 2-0 qua 2 set thi đấu. Đây là set thi đấu thứ 3, điểm số hiện tại là 13-5. Và phạt bóng của Nguyễn Thị Phương. Cơ hội cho Diễm Quỳnh và đánh bóng rất mạnh của Diễm Quỳnh. Bóng ra ngoài, điểm cho Bắc Nam 14-5. Vậy là điểm số khá chênh lệch, cách biệt 9 điểm rồi. Ở set thi đấu thứ hai thì hai đội đánh có vẻ cân bằng, giành giật nhau từng điểm. Tuy nhiên ở set thi đấu thứ ba này thì sự chênh lệch đã hiện lên rất rõ. Tiếp tục đánh bóng của Diễm Quỳnh. Cú bóng tốt của các cầu thủ thành phố. Và bỏ nhỏ thành công của Diễm Quỳnh. Điểm 15-5. Cách biệt 10 điểm. Điểm số hiện tại 15-5. Thành phố xin tạm dừng hội ý.
Và phạt bóng của Nguyễn Phượng. Tiếp tục cơ hội Diễm Quỳnh và đánh bóng rất tốt của Diễm Quỳnh. Các cầu thủ thành phố Bắc Cạn một chắn không thể chắn được Diễm Quỳnh. Cần phải có ba chắn thì mới may ra mới có thể chắn được. Điểm 16 năm cho Bắc Nam. Tiếp tục là Diễm Quỳnh, bóng trong sân. Điểm 17 năm cho Bắc Nam. Và đánh bóng tốt của Diễm Quỳnh. Điểm 18 năm cho Bắc Nam. Đặc biệt 13 điểm rồi. Tiếp tục là pha bóng của Nguyễn Phượng. Mình được biết chủ công Triệu Chè Diễm Quỳnh mà số 9 của Bắc Nặng đến từ xã Bộc Bố của Bắc Nặng. Tiếp tục là pha đánh bóng của Diễm Quỳnh. Điểm 20 năm cho Bắc Nặng. Cách biệt 15 điểm rồi. Ok, cảm ơn bạn Đặng Vui. Tiếp tục là pha phạt bóng của Nguyễn Phượng. Pha bỏ nhỏ tốt của Thu Nguyệt. Và chuyền hai rất thông minh. Bỏ nhỏ luôn, làm bất ngờ hoàn toàn các cầu thủ thành phố. Điểm 21 năm. Ok bạn Du Chùa. Đây là hôm qua mình thấy trong danh sách của đội Bắc Nam có một bạn gửi cho mình là Triệu Chè Diễm Quỳnh. Quả là mình cũng không phải là người ở Bắc Nam nên là mình cũng không nắm rõ được. Cảm ơn thông tin của bạn. Điểm 621 Bắc Nam cho thành phố. Thành phố phát bóng. Lại là Diễm Quỳnh. Và các cầu thủ thành phố không bám chắn cho nên là để Diễm Quỳnh đánh bóng tự do. Ghi điểm rất dễ dàng. Điểm 22-6 cho Bắc Nặng. Vậy là thành phố ở set thi đấu thứ 3 này đã không lên được điểm số thứ 10. Họ đang ở điểm số thứ 6 mà thôi. Anh chơi đi. Ok, cảm ơn bạn Nghị Dương Hoàng. Đấy, anh chơi rồi đấy. Chào 250 khán giả đang xem. Tiếp tục là Diễm Quỳnh. Điểm cho Bắc Nặng 23-7. Bắc Nặng càng đánh càng hay. Ok, xin chào bạn Triệu Ngọc Đức, chủ công của câu lạc bộ Chợ Đồn Mến Yêu. Đặng Thị Hồng, pha bỏ nhỏ tốt của Đặng Thị Hồng. Điểm 24-7 cho Bắc Nặng. Vậy là cơ hội set point cho cầu thủ Bắc Nặng. Cầu thủ thành phố ở set thi đấu này đã không lên đến điểm số thứ 10. Cách biệt rất lớn. Pha phạt bóng của Triệu Chè Diễm Quỳnh. Pha bỏ nhỏ không thành công. Cơ hội cho Đặng Thị Hồng. Phòng thủ tốt. Sang luôn từ bước 2. Tiếp tục là Đặng Thị Hồng. Phòng thủ. Pha phòng thủ khá hay.
Bước 1 của Ngọc Lan, chuyền 2 Thu Nguyệt, tiếp tục Đặng Thị Hồng. Và đánh bóng tốt của Đặng Thị Hồng, điểm 25-7, tiếp tục set thiếu thứ 3. Bắc Đặng giành chiến thắng với tỷ số 25-7, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước cao thủ thành phố Bắc Cạn. Xin được chúc mừng của đội Bắc Nam đã giành chiến thắng. Như vậy là Bắc Nam sẽ gặp đội Nari trong trận bán kết vào chiều nay. Mời quý vị các bạn chú ý đón xem. Còn trận đấu thứ hai sẽ là trận đấu giữa hai đội, giữa hai đội câu lạc bộ 19 tháng 5 gặp câu lạc bộ Chợ Đồn. Trận hứa hẹn sẽ là trận đấu rất hay. Mời quý vị đón xem trận thi đấu tiếp theo vào chiều nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Tôi xin được kết thúc video tại đây. Trường Long Đức, trường Trẻ Diễm Quỳnh là cháu gái của bạn ạ. À. Ok, đánh rất hay. Tuy nhiên là thể hình của em hơi béo, cần phải giảm cân đi một chút nữa thì đánh mới gọn gàng được. So với các đội khác ở giải này thì đánh gọi là khá, chứ chưa phải giỏi, chưa phải là xuất sắc. Bây giờ phải đi cùng về. Để mà xuất sắc thì còn phải học hỏi nhiều nữa. Nói chung ở một tầm mô, quy mô giải tỉnh Bắc Cạn như vậy là cũng là được. Đánh rất hay, rất tốt. Thank you.